quá chú ơi, buồn quá chú ơi. Thôi đừng có buồn nữa. Lúc nào con cũng nhớ tới người ta chú à. Chú hiểu. Sao Và chú? chú rất thông cảm với cháu. Dạ. Mối tình đầu lúc nào nó cũng sâu đậm. Đáng yêu phải không? Đúng không? Sai đắm phải không? Y như chú hồi xưa. Vậy cái mối tình đầu của chú là bắt đầu từ năm lớp mấy? Nếu chú nhớ không lầm, mối tình đầu của chú năm chú học cấp 3. Chú có nhớ gì về, về người ta không? Miêu tả con nghe thử. Ơi, nhớ từ ly từ tí, không quên một giây phút nào. Wow. Năm đó chú vừa tròn 18 tuổi, Chú. phong độ đẹp trai. Chú nhớ nàng năm ấy vừa tròn đôi tám. Ôi nàng đẹp lắm, biết nàng tên gì không? Tên gì chú? Liễu. Liễu. Chỉ nghe cái tên là biết người sao rồi. Thước tha liền chú. Tóc nàng dài vậy nè, chấm ngang dài. Ủa tới dài hả chú? À không, chấm ngang đầu gối. Trời. Dạ chú. Mỗi buổi chiều tan trường về, nàng lướt nhẹ trên đường, thước tha, mỹ miều. Vai em gầy guộc nhỏ. Trời ơi, bờ dài ơi, đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm mát. Chú à, chú mê phụ nữ. Dạ. Mình dây. Dạ hả chú? Chú sợ nhất là phụ nữ mập. Oh. Chú nói con nghe, cuộc đời chú ghét nhất là phụ nữ mà mập. Rồi con hiểu rồi, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Khều cái gì? Không, đủ rồi. Phụ nữ là biết phải giữ phọt, phải giữ phọt. Dạ dạ dạ. Đừng ăn nhiều. Rồi. Mập lên. Rồi rồi rồi. Tao đâu nhìn thấy. Trời rồi rồi, rồi sao? Thấy sao? À, thấy thấy cưng á. Cưng hả? Ngồi ngồi ngồi. Cưng không? Cưng cưng. Sao? Ghét nhất là phụ nữ mập, thích phụ nữ ốm đúng không? Ốm đúng không? Có cái gì? Anh chỉ nói với đây, thằng cháu cho nó hiểu. Tôi nói thiệt em, trời ơi, tôi điên lắm rồi. Thấy không, tóc bữa nay tôi xù chưa? Bây giờ tôi xù hơn nữa gì ông nè. Chưa bao giờ tôi giận như lúc này. Tại sao ông lừa dỡ tôi? Ngày xưa ông nói với mọi người mối tình đầu của ông là tôi mà. Bây giờ trời ơi, thì ra trong lòng anh ấy mối tình đầu là một cô gái tóc dài tới rúng. Cô à? Dài tới đầu gối là. Cái gì? Tới đầu gối hả? Con Liễu là con nào? Con Liễu nó chỉ là là đứa học chung trường thôi. Đứa học chung trường anh thôi. Anh giờ anh đâu liên lạc với nó nữa đâu. Đừng có xạo với tôi nha, nghe nghe đừng có xạo nha. Thì... nói cho ông biết, không liên lạc tại sao lúc trước ông không nhắc cho tôi biết hả? Tại sao ông không nói với người ta là đó là mối tình đầu của ông ngày xưa đi? Ông nói tôi là mối tình đầu mà bây giờ nhắc lại. À thôi tôi biết rồi. Ông đang lén phén sau lưng tôi liên lạc với nó. Ngầm tình tình xưa nói cũ lại đúng không? Không có. Không có chứ sao? Cái Facebook anh bữa bị hack à, xóa kết bạn với nó rồi. Mấy nay tìm hoài đâu ra được. Trời ơi, còn tìm à, không. Trời ơi, ông tìm ra được. Chưa kết lại được. Trời ơi, tôi nói cho ông biết, đừng có nghĩ là tôi là đứa con nít mới lên ba, nghe chưa? Ông không kết bạn Facebook thì ông chơi Zalo, ông chơi Viber, ông chơi cái gì Instagram đó. Không có. Mà có chăng đi nữa ông cũng gọi điện thoại bàn, chỉ nhớ ông luôn nghĩ về nó. Không hề, anh không hề kết nối với Liễu bằng những cái phương tiện đó. Chứ ông kết nối bằng cái gì? Twitter. Trời ơi, Twitter nè. Nè, tôi nói cho ông biết, kể từ hôm nay ông làm tổn thương người phụ nữ này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Kể từ hôm nay chúng ta ly thân. Trời ơi, cô đợi đơn ly dị đi. Trời ơi Lan, nghe anh nói nè. Lan cái gì nữa mà Lan, lần này là chú sai hoàn toàn luôn rồi đó. Trời ơi, nhắm giấu được thì giấu luôn. Tại mày á, tự nhiên mày khui ra mối tình đầu chi cho khai ra bể gì hết trơn. Trời, biểu hồi xưa chú không chịu nói thiệt với cô chi, bây giờ có chuyện. Trời ơi, bây giờ sao? Theo như cái kinh nghiệm mà con coi phim ngôn tình bấy lâu nay á, con có một cách này. Giúp chú đi. Chỉ có một cách này thôi. Lan ơi, tha lỗi cho anh đi em. Anh hối hận lắm rồi Lan ơi. Lan ơi, dẫu đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, anh vẫn một lòng thương nhớ mảnh trăng quê, nhớ dòng sông bên lão bên bồi,
nhớ con đò nhỏ sớm chiều đưa rước khách, nhớ người ông chúc ông cho anh ăn học, nguyện chọn một đời không vong phụ đổi thay. Em vui rồi đúng không? Vui cùng lôi nè. Anh đang cùng lôi không? Nghĩ sao vậy? Hả? Nghĩ sao? Quá trời bài hát không chọn, đi chọn bài này lan và đẹp. Hả? Em ông có ý gì? Em thích mà. Thích gì mà thích? Tôi nói cho ông biết tôi ghét bài này nhất nè. Kể từ hôm bữa tới giờ tôi ghét cái bài cực kỳ luôn. Tại sao bao nhiêu bài, thí dụ như là Em Gái Mưa, ha, thí dụ Mượn Rượu Tỏ Tình, hoặc là cái bài gì Hồng Nhan, sao không hát? Đi hát lan và đẹp. Ông biết trong đó có cái con mà ông thích mà, có cái mối tình đầu của ông mà. Đừng nói là không nhớ nha. Nhớ, nhớ con Liễu. Con Liễu, con Liễu, con Liễu nè, con Liễu nè. Tôi không tha thứ cho ông đâu. Lan, trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiễn, nên gió đông sơn đành chia tay vinh viễn bạch thu. Em vui rồi phải không? Vui cái cụ lâu á, tên nào tôi muốn luôn không? Lẽ ra tôi định tha thứ cho ông rồi. Ông có biết là cái bài này là tôi thích nhất trong tất cả các thể loại mà tôi từng nghe không hả? Mà tại sao? Tại sao ông không biết tôn trọng tác quyền, tác giả, tác phẩm ông, từ tôi tán vào mặt ông không? Hả? Người ta là cái gì? Người ta là võ đông sơn vĩnh viễn chia tay bạch thu hà. Người ta chết, người ta thương vợ người ta, người ta bị đâm mà người ta vẫn nhớ gọi tên. Còn ông thì sao? Ông không gọi tên tôi mà ông gọi con Lan. Con Lan là con nào? Lan là Lan á, phải bỏ dấu. Dấu hả? Có quyền. Nói cho ông biết, ông đụng chạm đến cái tôi thích nhất, tôi ghét luôn, tôi giận luôn, không bao giờ tha thứ. Lan, Lan ơi Lan, trời ơi. Trời ơi, tới phiên con mới kêu trời ơi, ở chú ơi. Trời ơi, thì không ngờ luôn á. Lần đầu tiên con thấy cái chiêu ngôn tình này mà thất bại vậy luôn á. Con nói với chú là xác sức 100%. Con đâu có biết là cái chiêu ngôn tình này nó qua cái sự thể hiện của chú nó thất bại cỡ này đâu. Bây giờ sao? Bữa hôm con thấy trên mạng nó còn một cách nữa, thực tế hơn, không còn ngôn tình nữa. Cách gì? Nói nhỏ cho chú nghe này. Được không, được không, được không? Vậy nha. Lan ơi, Lan ơi, Lan, Lan ơi. Muốn gì nữa? Muốn cái gì nữa? Tên 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 tên. Cái gì vậy? Thẻ ATM. Địch. Em có thể đi mua sắm, em có thể bay khắp nơi trên thế giới. Với cái thẻ này đầy tiền đó, em cứ cầm lấy. Đây là món quà anh chuộc lỗi cho em. Lan ơi, em biết không, tất cả những gì anh dành cho em cuộc đời này, nothing gonna change my love for you. Địch là gì? Anh xin lỗi em. Rồi em đồng ý. Vậy mấy anh cho em biết không? Cái thẻ này á, anh vừa lãnh lương xong, cái nạp tiền vậy đó, và bây giờ anh quyết định anh tặng cái thẻ này cho em. Em muốn mần gì em mần, em muốn làm gì em làm. Lan ơi, tất cả đời. Ủa sao em đi đâu chổng vậy? Anh tặng cái thẻ cho tôi không? Anh tặng cho người ta mà anh làm như vậy, rồi cái thẻ nó rớt xuống rồi tôi tan nát theo nó là sao? Cái thẻ này anh tặng cho em, mới tặng cho ai? Anh muốn em thả lỗi anh không? Muốn. Chị đưa thẻ cho em đi. Nè. Từ đây. Quỷ à, đưa cây. Nó dở chứ tặng em. Anh cắn anh bây giờ á. Tặng thiệt không? Tặng á. Không có chịu lấy lại nha. Không bao giờ. Trời ơi, thương chồng quá à. Em nói anh nghe nè, anh biết không, cái thẻ này mà hả, em đi vô trung tâm mua sắm mà em quẹt mà từ lầu 1 lên tới lầu 5 lên tới sân thượng, từ sân thượng em thả cái thẻ xuống, xong em lượm em đi vô nhà xe em quẹt lên tới em thả xuống mà vẫn xài chưa hết rồi. Thoải mái luôn. Thôi em bỏ qua hết mọi chuyện nha. Rồi công nhận á, thương chồng ghê. Chồng làm em nhớ tới mối tình đầu của em cũng hay tặng thẻ em vậy nè. Ủa, anh vậy hả? Dạ. Mối tình đầu của em hay tặng em lắm hay hả? Tặng em lắm. Mối tình đầu của em, cái anh tới đó anh tặng tao, nó quỳ xuống tặng mấy thẻ luôn, mà lúc đó ngu đâu chịu lấy đâu, bây giờ mới lấy nè em. Thằng nào hả? Trời ơi, anh bình tĩnh đi. Mối tình đầu em là thằng nào? Cô hả? Anh không phải là thằng đâu, lớn hơn anh, đại học cấp trên á. Để tên thằng nó. Chạy quá. Cô chú bình tĩnh lại coi. Cô nói đi. Nói đi.
thì mối tình đầu của em là hồi xưa học trên anh quá đó, thấy chưa? Nhưng mà anh cũng có mối tình đầu chứ bộ. Tôi nói là cô yêu mình tôi, bây giờ có mối đầu để... Mà anh cũng mối tình đầu chứ. Để chú em mới nói gì đó. Rồi để con nói chuyện cho nghe nè. Con hỏi chú nè, mối tình đầu thời cấp 3 của chú không phải là cô đúng không? Đúng. Mối tình đầu của cô thời đại học không phải là chú đúng không? Đúng. Vậy là mối tình đầu của cả hai người không phải là nhau đúng không? Đúng rồi. Đúng. Thì sao? Quê. Đúng không? Ờ ha. Đúng rồi. Hai mình đều có lỗi mà anh. Quê gì? Anh vô tình anh kể là mối tình đầu thôi. Làm gì em hành hạ anh dữ vậy? Thì không thương sao ghen. Thì phụ nữ mà ai không ghen. Có ghen mới có thương mới có ghen chứ. Đúng rồi chú. Có ghen mới có chuyện nè. Ghen ghen vừa vừa thôi. Thôi em xin lỗi, tại vì em lúc đó em mù quáng. Em xin lỗi mình. Anh nói em nghe. Dạ. Mỗi người đều có một cái ký ức đúng không? Mỗi người đều có mối tình đầu. Đúng rồi. Vấn đề là mình sống hiện tại, mình sống tốt. Đúng rồi. Mày muốn không có ghen vậy nữa nha không? Em hứa luôn, muốn không ghen nữa đâu. Từ ngày có cái này giờ em không bao giờ em ghen nữa. Trời ơi, mình ơi. Thôi bỏ qua nha. Em nói mình nghe nè, em xin lỗi mình rất là nhiều. Thiệt á, có gì vợ chồng bảo nha, vậy đâu phải gây lộn như vậy đúng không? Trong mắt em, mình vẫn là số 1. Trong mắt mình em vẫn là số 1 đúng không? Em là số... Số mấy? Không ấy. Số 1. Túp leo ly tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào anh ơi, túp leo ly tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một bầy con xinh. Chồng này, chồng làm gì vậy? Tự nhiên đi vô nhà mình mà tự nhiên làm gì, bịt khẩu trang rồi lén là lén lút à, y như là ăn trộm nha, làm cho vợ hết hồn à. Gì vậy? Ông này chồng tôi với bộ ông bồ nhí tôi, mình ngoại tình hay gì tự nhiên cái làm gì lén la lén lút xịt vậy ba? Gì hả? Anh làm gì không hiểu gì luôn á. Gia nội này bữa nay là bày cái trò gì đây? Làm ninja hả? Thôi khùng hả? Đi nắng về rồi bị sản hay gì? Không có, nói nhỏ nhỏ thôi. Thằng xóm nghe á, ta lại ta đốt nhà mình. Anh làm gì mà để hàng xóm qua đây đốt nhà mình? Kinh khủng lắm. Ê, ông đừng nói với tôi là sáng giờ ông đi gây chuyện với người ta nha. Trời ơi, hành động lén la lén lút. Nè, đừng có nói là gây án gì nha. Nói cái gì nói lại lần nữa đi. Nói lại lần nữa đi, nghe không có rõ. Trời ơi! Nó thôi. Thiệt luôn hả? Ừ. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Vợ chồng mình đổi đời rồi, đổi đời. Cho em coi cái này. Cái gì vậy? Móc cái gì ở trong đó vậy? Để tối sâu nha lắm. Làm gì đó, đụng lấy giấy số thôi, lấy giấy số. Nó đụng đến niềm kiêu hãnh của anh rồi nè. Niềm kiêu hãnh của anh? Nói gì vậy? Hết hồn hả? Em nghĩ gì vậy? Ai biết đâu. Em à, đây nè. Trời ơi. Biết nhiêu tiền không? 6 tỷ. Trời ơi, 6 tỷ lận á hả? Chồng ơi, cái chữ tỷ là đời em chưa bao giờ tưởng tượng ra được luôn á. Em tưởng tượng đi, nó còn dừng là 9 số 0 á. 9 số 0 á, không. Mệt tim quá. Chồng, bây giờ 6 tỷ là vợ chồng mình đổi đời chắc luôn rồi đó. Đúng chồng. Đúng rồi, đổi đời. Bây giờ... Để anh lấy cây kéo của mình đâu rồi? Cây kéo nhà mình đâu rồi? Cây kéo làm gì? Cây kéo đâu? Cây kéo đâu? Cắt ra cho em coi. Cắt cẩn thận nha anh, coi chừng chúng cái thứ không cần cắt á. Nè, em cắt đi. Anh nói nhẹ tay nhẹ quá.
anh thương tao quá. Nhẹ nhàng thôi em, nhẹ nhàng thôi em. Em rất là nhẹ em. Em à. Trời ơi, thôi để đi, để đó y chang cho anh ha. Ha, giữ nguyên hiện trường nha. Nha. Khoan đụng đến đi, Chóng mặt quá. Em à. Bây giờ. Cái này. Trước mắt là bây giờ mình làm gì, làm gì? Là hưởng thụ. Anh sẽ cái cổ trang này cũ nè, giục đi. Mua cổ trang mới ha. Cái bàn thải này hả? Giục luôn. Đây, cô đang sai ha, nứt bây giờ. Giục luôn. Từ từ mua cái khác mình tính nó ha. Bây giờ cái bàn này ha, mình bán hết mấy cái này, nó bán hết luôn. Ha. Để cái gì vậy? Ơi. Thôi. Giục hết. Nhưng mà để từ từ mình mua cái mới mình phải tính, mình tính thì phải hành động luôn để chứ. Mẹ mình quạ quá. Hả? Tính từ từ thôi. Em là vậy đó, tính cái gì là làm luôn. Nè, bây giờ mình tính ha. Thì riêng anh ha, nè, anh xưa đặt mai cho anh khoảng 20 bộ vest tông. Ôi, gì vậy? Cưới vợ hả? Hả? Bộ tính tái hôn với ai hay gì? Cái hôn gì? Mấy vest tông chi, 20 bộ chi? Cho đẹp, cho lịch lãm lên. Mặc trong dịp gì? Vest tông người ta chỉ mặc đi đám cưới thôi. Hoặc là người ta mặc trong cái dịp là mình kết hôn, mình làm chú rể thì mình mới mặc vest tông. Tự nhiên cái mai 20 bộ vest tông. Trời ơi, anh tính lấy vợ hả? Tính lấy thêm 20 đời vợ nữa hay gì? 20 đời vợ vậy nè. Thôi, dẹp. Em nhớ bộ đồ anh không nè. Em cho anh mặc cái mũ đen xị tay. Đàn ông. Không, người không ra người, ngộm không ra ngộm. Không, đàn ông ấy. Mà đi mỗi lần đi vô bị ôm là mấy nhỏ bị ôm. Cái gì? Hả ôm? Hả? Anh mới nói gì? Đi vô chỗ uống bia. Uống bia. Nghe có chữ ôm á. Không phải ôm, anh ôm bạn anh. Anh hay ôm nó lắm. BD hay gì? Đó, bạn thân mà. Ha. Bạn thân tính đàn ông gọn nha, nói chung là hưởng thụ mình phải tính chuyện hưởng thụ đi. Được rồi, nhưng mà thôi cái chuyện vest tông em không có duyệt, tại em thấy nó không có thiết thực. Đàn ông á càng đơn giản, càng giản dị vậy nè, nó mới càng hay, hiểu không? Mình phải thần thái bên trong chứ, tự nhiên mặc vest tông lên người, trời ơi, anh biết khí hậu bên mình rồi đó, nó nóng mà, tự nhiên mặc vest tông vô rồi đi rồi mồ hôi một cái anh nhễ nhại chảy rồi hả? Nó bốc mùi nữa. Rồi, để anh tính chuyện hưởng thụ của anh sao? Đây, em thấy nè, vậy là thiết thực nè. Ví dụ gì? Như là em là thiết thực nè. Làm gì? Mở spa. Không, vừa kinh doanh mà em vừa làm đẹp luôn. Em sẽ nhập tất cả những máy móc trang thiết bị hiện đại bậc nhất trên toàn thế giới về cái tiệm spa của mình. Đó, cái mỗi ngày nha, sáng là em căng da nè. Đó, trưa là em đắp mặt nạ nè. Đó, xong rồi chiều là em massage đầu ha. Rồi tối là massage body. Đó, cái ngày nào cũng vậy. Trời ơi, em sẽ càng ngày càng đẹp, đẹp như hảo luôn á. Đẹp thì nó đẹp luôn. Anh có một cái người vợ đẹp, trời ơi, anh tha hình ảnh diện luôn á. Cái này nó có cái gì nó cấn cấn ở đây nè. Cấn gì cấn? Hay quá, tính hay quá. Bà nghĩ gì vậy? Hả? Bà muốn làm đẹp làm gì? Làm đẹp để cho anh hãnh diện. Bây giờ chưa đẹp hay sao? Trời ơi, bà đẹp biết cái sớm này rồi đó. Nhưng mà phải đẹp nữa. Phải đẹp vừa giờ là đang cái tầm khu phố. Bây giờ là mình sờ ba xong là em vươn ra tầm quận, rồi vươn tiếp ra tầm thành phố. Xong rồi vươn lên quốc gia, rồi vươn ra quốc tế, vươn ra hành tinh, vươn lên vũ trụ luôn. Bà muốn đi xa, thật là xa để bà rời xa tôi chứ. Đâu có anh... Đó, bà nói rõ ràng. Anh bậy, em tính cho anh luôn rồi. Tính sao? Anh là luôn lẻo đẻo đi theo em. À, là để làm gì? Thì đó, phụ em. Cần cái gì là anh phụ cái đó. Giống như là người ở rồi đó. Sao người ở? Người ở đâu có được ngủ với chủ, anh nghĩ sao vậy? Anh là vẫn được ngủ với em nè. Mà coi như vẫn có tiền, em vẫn nuôi. Người ở cấp cao, giống như trai bao rồi đó hả? Trời, anh nghĩ sao cỡ anh mà đòi làm trai bao? Cái ý của bà thì chứ. Bà đã bao tôi rồi, bao trai này rồi thì bà sẽ lấy tiền mà đi bao trai khác bên ngoài được. Không, bảo đảm luôn. Không có. Tiền nhiều như vậy á, là bây giờ mình làm gì? Tôi nói thiệt với bà là mình chỉ có mở quán nhậu. Nhậu làm gì? Trời, không thấy hả? Nước mình á là lúc nào cũng tiêu thụ bia là dữ nhất thế giới luôn. Đó thì bây giờ phải kinh doanh quán nhậu bia. Còn bà hả, bà muốn vậy á là hả, bà đòi lấy chồng hai bảo đảm luôn. Ủa vậy hả? Còn gì nữa? Ông tính kinh doanh quán nhậu bia rồi ông tính làm bia ôm luôn hay gì? Trời ơi, chắc chắn luôn chứ mà ông á. Trời, mở quán nhậu thì chắc chắn là phải tuyển tiếp viên rồi ha. Bà nói làm như là đúng rồi vậy. Đúng quá chứ còn đúng rồi cái gì nói nữa. Làm như là đúng thôi rồi. Ông đừng có xạo xạo, tôi nhìn mặt ông tôi biết rồi. Xạo sao? Nè tôi mở spa nha, là nó còn coi như là nó giúp ích cho phụ nữ nha. Nó vừa coi như là giúp ích cho
cho cộng đồng mà nó vừa đẻ ra tiền nữa. Còn như cái vụ nhậu của ông hả, ông nhậu làm gì, ông nhậu rồi ông gái hả, rồi hả, rồi tối ngày coi như là bia bọt không, rồi xỉn, rồi gan, rồi bệnh sơ gan sơ ung thư này kia, hả, nó nhào vô nó tấn công là coi như là lúc đó thì chết nghe chưa. Chưa có gì thôi, là bà đã trù tôi chết rồi. Bà đã trù cho chồng bà chết, bây giờ nói thiệt á, bà là muốn là có gì, chồng hai, chồng ba, không chồng bốn. Ông là muốn có gái để ôm nè, cho nên là ông mới đòi là hả, nào là mua veston, rồi nào là mở quán nhậu. Ông đừng có nói tôi là chỉ là làm đẹp, là làm đẹp để cho ông thôi, để cho cái mục đích chung thôi. Mục đích chung mà đâu? Vậy? Mục đích chung là ông đập tôi thấy là nãy giờ một mục đích riêng rồi đó. Sao ông không nghĩ là những cái ngày tháng ông thất nghiệp rồi tôi nuôi ông? Đâu, kể, thôi ba mẹ ơi, đừng có cãi nhau nữa, cãi nhau là không có tốt đâu. Đúng rồi, ba mẹ tin con. Mẹ biết rồi. Cái này là đang tranh luận thôi con, không có đang gì đâu. Chuyện thôi con. Bây giờ con ra nè, đó. Đã, hỏi đi. Bây giờ mình có tiền nhiều quá mà, tiền nhiều làm gì con? Ba có tiền nhiều lắm hả? Vậy ba mua đồ chơi cho con đi. Ba sẽ mua đồ chơi cho con, tiền ba có mà. Thấy không, ngay cả đứa con nít nó cũng có cái lý tưởng riêng của nó. Chứ còn gì nữa? Thấy không? Thì thành ra ai cũng có lý tưởng riêng hết. Thì quan trọng bây giờ là lý tưởng của ai phù hợp. Đúng rồi, lý tưởng của ai phù hợp. Con chơi cái này được không? Trời, chơi cái gì, chơi đại đi, nói nhiều quá. Đó, bây giờ lý tưởng của tôi rất là phù hợp. Tại sao? Tôi mở spa là cái gì, làm đẹp cho cuộc đời, làm đẹp cho tất cả nhân loại. Còn anh mở quán nhậu hả, anh hại người ta sơ gan, ung thư gan. Ủa, cái bữa tiệc tùng ta mới cần một chút xíu men bia vô đây này nữa. Không, cái vấn đề đâu, nói chung là tôi với em bất đồng quan điểm với nhau. Tôi quyết định với bà tôi ly dị. Tôi sợ ông ly dị thì ly dị à. Để chia đôi ra. Cái gì chia đôi? Chia đôi hết. Giờ tôi tính cho gọn nha, ha. Dứt ly dị cái nhà này bán đi ha. Cái nhà này bán đi ha. Bà ra khách sạn bà ở ha. Tôi với con tôi đi mua nhà mới ở. Nhưng mà phải chia đôi tiền ha. Nhưng mà con là con của tôi, chia đôi con luôn. Sao chia đôi được? Chia đôi con là tức là chia đôi cái thời gian con ở. Thôi mà, thôi bây giờ nói rất là nhiều rồi. Thật ra không có còn tình cũng còn nghĩa, nên tôi không có đòi phần hơn nữa đâu. Quyết định bán nhà chia đôi. Thôi ba mẹ ơi, ba mẹ đừng có cãi lộn nhau nữa. Con chia đôi rồi nè. Chia đôi cái gì? Chia đôi gì? Con chia đôi giấy số rồi nè. Rồi tôi một phần nè. Đó thì đó, nè. Một phần nè đó. Một phần nè. Rồi, vô chú, vô thế luôn chú. Rồi. Rồi, đổi kiểu chú. Mạnh mẽ lên giùm cái đi chú ơi. Mạnh mẽ đúng không? Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên nha. Đó, trời ơi. Nhỏ ba cơ nè. Rồi chú, cho con kiểu là sexy được không chú? À, cái gì? Sexy đó chú. À, sexy là sao? Là khoe đồ là đó. Là sexy đó, sexy. Khoe hàng đó chú. Đó. Ừ. Trời ơi, rồi. Chú cho con bảo vậy, sao bảo vậy? Dạ, bảo lên mấy chợ mới nổi tiếng mà chú. Chú đang nổi tiếng mà. Dạ, cho con miếng đùi. Trời, trời ơi, nó trắng quá. Con bảo đảm cái này mà chú quảng cáo cho vừa hay không, chú bắt là quá đúng luôn á chú. Đó, 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 công cớn con. Được chú, được. Trời đất ơi, cái kiểu này mà đăng lên chắc là dân chúng nó bu, nó like chết luôn chú ơi. Rồi ngã ngớn xíu nha. Rồi được. Đúng, chú ráng giữ hiện trường, ráng giữ đó. Một, hai tấm nói xong rồi chú. Được, thả lỏng anh. Không phải tôi ngã ngớn đâu, chẹo ơi. Trời ơi, đỡ giùm coi. Trời. Rồi xuống. Ôi kìa. Được không chú? Chú. Đem phụ. Trời ơi, không được, ổn chú. Ôi ai 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 ai. Trời ơi. Lớn tuổi rồi. Trời ơi. Ôi chèo kìa. Sao ngã ngớn chứ trời. Trời ơi. Ra đâu á? Làm giả mà thành thiệt luôn hết trơn chú. Ôi đi. Bù lon con tán còn ổn chú. Không chụp nữa. Trời ơi. Lớn tuổi rồi bắt mày đặt chụp sexy rồi bạo rồi ngã ngớn kẹo giữa cái cục này. Tôi không có cái cục này chắc cái đầu tôi cắm nghiêm đất luôn rồi quá. Trời ơi, hy sinh tiền nghệ thuật đi chú. Trời ơi, xíu thì mày xuống sao không? Rồi vậy thì chụp bình thường rồi. Bù lo con tán xương sườn sao rồi? Ai biết cái chụp ba sườn biết tối nằm bình thường được không đó nè. Có gì tối em xoa bóp cho. Bà không cho bà không có mày đặt kêu phóng viên rồi tới chụp hình rồi phỏng vấn rồi. Thôi cái phỏng vấn lẹ nha, rồi con đi rồi đó. Thôi đi. Câu đầu tiên nè, cái cơ duyên nào mà tự nhiên chú lại hot quá trời trên cộng đồng mạng bây giờ vậy chú? Cái clip vừa rồi á, trời cả triệu lượt like luôn á, hết ổn. Có cơ duyên khỉ khô đó. Ngày hôm đó buổi trưa, rồi
Trời nắng nóng nực quá cúp điện nữa. Rồi. Rồi tôi mới cởi trần ra mặc cái quần xà lỏn nằm ra giữa nhà rồi ngủ chưa. Rồi rồi con em đi về. Thấy nằm sexy quá. Thấy trời ơi bác mình làm vậy là quá đẹp. Lấy máy ra quay lại up lên YouTube. Vậy thôi. Đầu tiên. Rồi tự nhiên nổi tiếng luôn. Bây giờ nổi tiếng thì dễ quá trời ơi trời. Rồi, có nhiều người hả lên mạng hát nhảm nhảm gì đó. Tôi có coi tôi biết. Tự nhiên ta mê người ta like người ta thích người ta thả tim gì tùm lum tà la hết. Xong rồi mời mấy người đó tham gia mấy chương trình truyền hình game show. Trong khi đó mấy đứa nhỏ mà học mấy trường sân khấu đâu đó học mà muốn chết luôn mấy năm trời cuối cùng ra làm quần chúng. Tôi cũng hiểu nữa. Tự nhiên nổi tiếng giờ cũng dễ em. Rồi thường thường á người ta hay đặt cái nickname mà cho nó mỹ miều, nó đẹp, nó sang trọng. Mà con không biết con chú gia đình sao mà kiếm cái tên gì mà nhột dễ sợ luôn á. Ông Tửng. Nên tự nhiên ai biết hỏi bả thì tên bà đặt cưa ông Tửng luôn không hiểu. Sao con? Biết sao không? Bữa đó tôi lên trên Facebook á, tôi coi có cái bà Tưng gì đó thả rong nó vòng một cái là nổi tiếng. Cái tôi suy nghĩ tại sao mình không đặt một cái tên gì đó để đối chọi lại với tên này rồi lăn xê lên luôn. Thế là tôi nghĩ ra tên là ông Tửng để đối chọi lại với bà Tưng. Hay. Bà cũng xúi tôi vậy đó. Chí lý. Bà xúi tôi vậy đó. Gì bà Tưng gì là thả dòng dòng một. Khi đó tôi ở nhà thả rong suốt luôn. Thả dòng hai dòng dòng một dòng hai thả rong suốt luôn á thiệt. Bây giờ nếu mà nổi tiếng kiểu vậy cái gì ngày mai quay lại đi tôi thả rong hai dòng rưỡi luôn. Thường thường người ta có 1, 2, 3 số chẳng sao có rưỡi đây chú. Thì ở dưới đây là cái khúc nào rưỡi là rưỡi hả? Tôi không sổ được 3 vòng tôi rưỡi được không? Nhưng mà lỡ người ta yêu thích người ta đòi coi cái nửa còn lại. Thì nửa còn lại mình để dành số sao? Còn thì cái vụ hẹn gặp coi. Chiến thuật rồi nha. Thì đó tính toán hết rồi. Trời công nhận gia đình chú thông minh quá, đoàn kết quá. Tôi thích cậu ghê rồi đó, tôi thích cậu rồi đó. Đàn ông mà áo hồng mà tôi phái cậu rồi đó thiệt. Chú làm ngại quá à. Ê gì? Còn này nữa. Trời hôm bữa con thấy chú xuất hiện trên chương trình mà hỏi Tưng đáp Tửng á. Trời ơi, chương trình nó hot quá trời luôn. Trời cái clip nó hot mà cả triệu lượt view luôn á. Triệu view luôn hả? Ủa? Mà bà Tưng bà hỏi chú gì vậy chú? Ai biết đâu thì bà cũng không vấn, bà hỏi gì thì tôi cũng trả lời giống như cái mấy gì bà coi trên chị login trên mạng của bà đó. Làm sao để đàn ông thích nhìn núi non để trẻ trung hơn. Bây giờ tôi nói là bây giờ tôi là làm sao để chị em mình nhột gì đó. Sao bà? Nói chung á là ổng ở nhà trời nóng, ổng hay ở trần ra thì sẽ lòi cái ba sườn. Thì cái câu slogan của tụi tôi á là nếu chị em muốn giảm béo chị em hãy nhìn cái ba sườn của chúng tôi. Đó là có động lực giảm mà béo. Mà biết sao không? Nhờ cái vụ này nè, phải nói á là vợ chồng tôi cũng phải cảm ơn công ty điện lực đó. Tại vì cúp điện nhiều, chồng tôi nóng, chồng tôi ở trần ra. Vô tình nổi tiếng đó. Vô tình nổi tiếng. Trời ơi. Con sẽ về công ty bàn lại làm sao lần tới con phỏng vấn chú đi. Ngày con mai sẽ xin công ty ngày mai quay lại chụp tin chú nhiều cái vô hay nữa mà bảo con viết cái bài cái tích này là chú chỉ có anh hot thôi. Tích gì? Tích gì? Tích gì? Cậu giật cái tích gì? Ông Tửng lộ hàng. Tôi thấy cậu là lộ nhất luôn á. Tại cái tim ông cậu Tửng làm lộ gì? Con cũng muốn lộ lên nhưng mà con không có hàng để lộ cho chú. Cái vấn đề chứ đó. Ủa thì cậu này vui tính ha tôi. Thôi rồi cảm ơn gia đình nhiều nha. Con ngồi ra riết chú quánh con hồi chắc con cũng lộ thiệt luôn đó. Tôi lộ lắm, tôi bực lắm rồi đó nha. Nè. Bây giờ dầu gì cũng cảm ơn cậu. Cậu bắt đầu cũng thấy từ từ lộ từ ngàn nổi tiếng á. Chúc cậu cũng mau nổi tiếng nha. Cái gì? Trời ơi. Trời ơi trời, thiệt tình héo hồng rồi tôi nghi rồi. Nhận giờ nổi tiếng dễ ha. Thoát y lả lồ cái tự nhiên nổi tiếng.